ngày 9 tháng 9 tại Hà Nội, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam VFC, Đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo ra mắt bộ phim Thông gia ngõ hẹp. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện đầy éo le của hai gia đình có thể sẽ trở thành thông gia. Họ bị rơi vào hoàn cảnh buộc phải ở cùng nhau khi mà hai ông bố từng có hiềm khích trong quá khứ. Bộ phim được kể dưới góc nhìn hài hước, đầy châm biếm sẽ là điểm đáng chờ đợi của Thông gia ngõ hẹp. Bộ phim có sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội và các diễn viên trẻ đã tạo dấu ấn trong lòng khán giả. Hai vai nam chính được coi là cốt lõi, điểm nổi bật của phim chính là nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh và nghệ sĩ ưu tú Chí Trung. Nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh đảm nhận vai ông Khôi. Có thể nói chưa có dạng vai nào làm khó được nghệ sĩ nhân dân Dân Trọng Trinh, từ bí thư, chủ tịch tỉnh, chiến sĩ công an hay người chồng nhu nhược. Vai ông Khôi có vẻ ngoài nghiêm túc nhưng bên cạnh đó người xem sẽ thấy sự dí dỏm hài hước mà nghệ sĩ gửi gắm. Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung trong vai ông Phúc cùng với nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh đã tạo ra một đôi bạn có lắm tư thù nhưng lại phải đối mặt với nhau trong quan hệ thông gia tương lai đầy éo le. Những tình tiết xảy ra sau đó giữa hai nhân vật trong phim sẽ khiến người xem có nhiều pha cười nghiêng ngả. Đặc biệt trong phim là sự góp mặt của nghệ sĩ Tuyết Liên, người đã rất lâu mới xuất hiện trong các bộ phim truyền hình. Khán giả đã quen thuộc với dạng vai hiền lành, quê mùa mà bà từng hóa thân. Nhưng với bộ phim này là bà hóa thân trong vai một người vừa đánh đá, ghê gớm nhưng vẫn toát ra sự đáng yêu của một người bà yêu thương con cháu. Được biết năm nay bà đã gần 80 tuổi và khi tham gia phim bà luôn phấn đấu 200% sức lực. Nghệ sĩ Tuyết Liên không quên gửi lời cảm ơn tới đạo diễn và người hóa trang đã cho bà nhiều cảm xúc thăng hoa hơn trong vai diễn. Bên cạnh đó, hai diễn viên trẻ Trọng Lân và Việt Hoa đã thể hiện tốt trong vai người con của hai gia đình. Phan, anh chàng có phần vô tâm nhưng trung tình. Linh, cô gái nề nếp truyền thống nhưng hay cảm nghĩ và suy diễn. Một trong những điều khá thú vị và bất ngờ là ngay sau khi Thương Ngày Nắng về kết thúc, nữ diễn viên Huyền Trang lại tiếp tục có dịp đóng cùng với diễn viên nhí vô cùng đáng yêu và lém lỉnh là Tuấn Phong. Ở bộ phim trước, Huyền Trang vào vai Mộng Mơ, bà trẻ của bé So, nhân vật do Tuấn Phong đóng. Nói về lần hợp tác này, Huyền Trang nói cô cảm thấy rất vui khi ở bộ phim mới được đóng vai mẹ của Tuấn Phong. Cả hai cô cháu đã có nhiều kỷ niệm vui và đẹp từ ngày đóng Thương Ngày Nắng về. Chính vì vậy, ở bộ phim lần này, cả Huyền Trang và bé So nhanh chóng diễn xuất ăn ý với nhau mà không cần thêm thời gian để làm quen và thân thiết. Trong phim, Huyền Trang vào vai người mẹ đơn thân, tính tình thẳng thắn, hơi chút bộp chộp khi nghĩ gì nói đấy. Trong khi đó, bé So tiếp tục sự lém lỉnh, đáng yêu của mình trong vai Kumit. Bộ phim sẽ được phát sóng vào 21 giờ 40 phút thứ 5,6 hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 tới đây. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.